Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay tiếp tục bài cần câu cho mọi người lựa. Đầu tiên là cái cần này. Đây. Cần này chắc China xuất chặt nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đấy, dàn phan này. Còn khoan còn được nha mọi người. Đá vẫn còn. Đấy, ở ngoài hơi hoang thôi. Đọt của nó này. 1 2 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Bát rồi. Cái cần này dài 3,5 m, thu vào 1,02 m, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 160 g. Đây là cái số 1. Số 1. Một này giá 150.000 nha mọi người. 150.000. Tiếp theo, số 2 là con Shimano Holiday Hotspin. Chỗ này dính keo thôi mọi người, dính keo thôi. Mọi người về đây, dính keo mình đãi này, cạo cạo ra cái là nó sạch rồi. Đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đây, bát Fuji. Khoan. Khoan thì mình thấy là ba cái khoan này còn ngon này, chỉ có khoan này bị bể hư thôi này. Đồ bu này. Ok. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 2,4 m, thu vào là 90 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 240 g. Cái này cây số 2. Số 2 này giá 130. Số 2 130.000 nha mọi người. Số 3. Cái cần 2 thúc. Cái cần 2 thúc. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì nó bị người ta sơn trắng lại rồi, người ta sơn trắng lại rồi. Với lại là người ta thay các cái đầu u rồi cho mọi người. Người ta thay các cái fan rồi mọi người. Thay fan còn ok nha, fan mới mình thấy fan còn ok nha mọi người. Đấy, đọt này. Đọt khá là cứng cáp đấy. Đọt này đọt đọt đặc thủy tinh nha mọi người. Đấy, đọt đặc thủy tinh, sợi thủy tinh. Cái cần này dài 2,1 m, thu vào là 1,11 m. Đọt là 3 ly, cân nặng 280 g. Cái này cây số 3. Số 3. Bán 100.000. Số 3 100.000. Ai không quan tâm tới đẹp xấu thì mua cái cần này về xài ok này. Bát Fuji luôn nè. Đấy, mình thấy mấy cái khoan còn đẹp. Đấy, khoan cuối nó cột này. Đấy. Không quan tâm đẹp xấu mua cái cần này về xài ok. Nói chung là đủ đồ. Đấy, số 3 100. Số 4 là một cây cần của cái hãng gì đây thì cũng mất tem rồi. Đây, còn được cái tem này. Đây, với lại cũng bị một cái vết xước nhá. Chất liệu là phíp. Đây. Bát Fuji. Ngoại hình của cái cần này trừ cái vết xước này ra thì khoảng cỡ 85%. Đấy. Khoan thì hầu như là hư hết rồi. Đầu bu là đầu bu Fuji này, đầu bu Fuji nhá. Đấy. Khoan thì hầu như gần hư hết rồi. Họ có thay một cái khoan ở gần đọt nè. Đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng và 4 lóng, 4 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 3 m, dài 3,5 m, thu vào là 97 cm,
đột của nó là 2,8 ly, 2,8 ly, cân nặng là 360 gram. Cái này cây số 4. Số 4. Cây này bán 120.000. Số 4 120.000 nha mọi người. Số 5. Đây. Số 5 là một cây cần, cái này của China xuất nhập. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng cỡ 75-80%. Đấy. Dàn phan này, chỗ này có một cái phan bị cứng này, không tụt xuống được, nãy dư cái độc là như thế này nha mọi người. Cái độc của nó thì giải cái đầu bu rồi, còn tới cái phan thứ hai, mọi người về bỏ phan thứ hai thay cái đầu bu vào nhé. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng tất cả. Đấy, 5 lóng tất cả. Cái cần này dài 4m3, này mắc cái nắp đít nữa nè, mắc cái nắp đít nhé. Dài 4m3, thu vào 1m4. Vào. Không phải 1m4 đâu. Mình coi lại đi. 1, 2, 3. Thu vào là 1m1. Và thu vào là một khoảng cỡ 1m15-16 nha mọi người. Thu vào khoảng 1m15-16. Chiều dài của nó là 4,3 đây. Đột của nó là 1,2 ly, cân nặng 310 gram. Cây này cây số 4. Số 4. Cây này mình bán 70.000. Số 4 70.000. Tiếp theo, số 5 là một cây cần của thằng Shimano. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 85%. Đây, dàn phan của nó mắc đá hết rồi. Dàn phan mắc đá hết rồi. Còn cái đầu bu Fuji đây. Chỉ có bị hư mấy cái phan thôi. 4 cái phan, 1 2 3. Nó có 3 lóng nha mọi người, 3 lóng tất cả. Cái cần này dài 2m7, thu vào 99cm. 99cm. Đột là 2,36 ly, cân nặng là 180 gram. Đấy, cây này cây số 6. Số 6. Cây này bán 150.000. Số 6 150.000 nha mọi người. Rồi, hai cây số 4 rồi. Tiếp theo, số 5 là một cái cần China xuất nhập. Đây. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 85%. 85-90%. Đây. Như có cái này mắc đá này. Có cái này mắc đá này nha mọi người. Đó, cái này mắc đá. Phan của nó đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng tất cả. Này, bắt vặn nè. Cái cần này dài 3m6, thu vào 98cm, đột là 2,79 ly, 2,8 ly, cân nặng là 300 gram nha mọi người. Cây này cây số 7. Số 7. Cây này mình bán 140.000. Số 7 140.000 nha mọi người. Số 8. Số 8. Đây, cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Bát vặn nhựa này. Dàn phan kim loại ok. Về đánh đi là sạch trơn à. 1 2 3
ba lóng nha mọi người, ba lóng. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 87cm, đột 2,7 ly, cân nặng của nó là 160g. Cây này cây số số 8 đó. Cây này đáng 140.000. Tiếp theo tôi chính là một cây cần China xuất Nhật nữa, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 85%, đây dàn phan còn ok, chỉ hơi bị dơ, mọi người đánh vệ sinh cho nó sạch đi nhé, còn đá luôn. Một lóng, hai lóng, ba lóng thôi nha mọi người, cây cần này ba lóng thôi. Cây cần này dài 2m7, thu vào là 1m, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Cây này cây số 9. Số 9. Cây này mình bán 140.000. Số 9 140.000. Số 10 là một cây cần này chắc cũng China xuất Nhật đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 85%. Đây dàn phan còn ok. Rỉ bên ngoài nhưng mà đá đồ bên trong vẫn còn trượt cứ được nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng tất cả. Bát vặt kim loại này. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m01, đột là 2,5 ly, cân nặng là 280g. Cây này cây số 10. Cây này bán 150.000. Số 10 150.000. Số 11. Đây. Súp. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Bát vặn nhựa này. Khoan ok này. Đó, khoan đầu bu này còn này. Đọc 1 2 3, ba lóng. Cái cần này dài 2m, thu vào là 78cm, đọt 1,5 ly, cân nặng 140g. Cây này cây số 11. Số 11 100.000. Số 11 100.000 nha mọi người. Đây. Số 12 là một cây mini, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 85-90%. Đây, rất là đẹp. Rất là đẹp nha mọi người. Chỉ có cái gỗ này thì đây, gỗ này thì như thế này. Cái này là 90-95% á. Đây, cái cần này cần Ryobi nha mọi người. Cần Ryobi. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Năm lóng tất cả. Dàn phan kim loại còn ok đẹp luôn. Đây. Đấy. Cái này mini nhưng mà rất là đẹp nha mọi người. Ryobi. Mini xịn đây. Cái cần này dài 1m8, thu. Dài 1m8, thu vào 47cm, đọt. Đọt là 1,8 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 12. 12. 140.000. 12 140.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 13 là một cây cần 3 khúc. 3 khúc, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng 85%. Đấy. Nó sản xuất ra có tất cả là bốn cái phan và một cái đầu bu. Thì đầu bu đây. À, đầu bu chỗ này ok nha mọi người, họ chỉ gia cố thêm cước chỗ này cho nó chắc cái đầu bu, dễ tục. Đây, tại vì chỗ này nó bóp chưa chắc này.
bóp có khi nó tụt người ta cột lại luôn. Đây, và nó bị hư cái phanh cuối cùng nha mọi người, hư cái phanh cuối cùng mọi người về cột lại. Đây. Ok. Nó 3 khúc nha mọi người, cần 3 khúc, mình cũng không ráp nữa mất thời gian quá. Đây, cái cần này dài 2m7, thu vào là 97 cm, đọt là 2,7 ly, cân nặng là 220 g. Cây này cây số 13. Cái này cây số 13. Này. Cây này bán 160.000. 13 160.000 nha mọi người. Đây, 14 là cái cần này. Cái cần này bằng nhựa đặc luôn nha mọi người. Đọc nó có thể là thủy tinh hay nhựa đặc gì đấy. Chất liệu là đấy, chất liệu là như thế. Còn lại này phan này. Còn đá nhá. Còn dưới này là dưới này toàn phan kim loại trơn. Đấy, phan kim loại trơn. Mọi người về đánh lại cho nó nhẵn tí nhá. Đấy, 1 2 3 4, 4 phan ok. Đây, mình thấy mình uống thử cái đọt cho mọi người xem. Mình cũng ghép toàn nữa mất thời gian quá. Đấy. Đọt của nó đấy. Bát này, bát nhựa vặn này. Đấy. Cái cần này dài 1m6, thu vào 84 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 120 g. Cái này cây số 14. Cái này bán 100. 14 100 nha mọi người. Tiếp theo, số 15 là một cái cần 3 khúc, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Đây. À, nó gồm có 1 2 cái cần này nó có 3 4 phan rồi, 4 phan mà nó hư hết 3 cái phan rồi, còn một cái phan chỗ này. Còn một cái phan chỗ này. Phan chỗ này thì nó cũng bị tụt ra, nhưng mà mình có dán băng keo lại đây cho mọi người về cột nhựa lại nhé. Và cái đầu bu vẫn còn này, đầu bu vẫn còn nhé. Đây. Uống thử cái đầu cho, uống thử cái đọt cho mọi người. Đấy. Cần 3 khúc, chất liệu là phíp. Đây, cái cần này dài 2m4, thu vào là 84 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 220 g. Cái cần này số 15. 15. Cái cần này bán 130.000. 15 130.000. Đây, 16 là cái cần này. Chất liệu là phíp hay là nhựa đặc gì đó. Phíp hay là nhựa đặc. Phíp đúng rồi. Phíp. Đây. Còn phan hết nha mọi người. 1 phan, 2 phan, 3 phan. Đây, nó có 3 phan và một đầu bu. Đầu bu thì cũng cột lại rồi đây. Đấy, ok. Bát thì bát kim loại. Bát kim loại này. Chỗ này nó đang hơi bị cứng, mọi người về nhỏ xíu nhất cái gõ cái này ra nhé. Dài 1m5, thu vào là 76 cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng 160 kg. 160 g. Cái này cây số số 16. 16. Cái này bán 60.000. 16 60.000 nha mọi người. Đây, cái số 17 là một cái cần. Cái này bằng nhựa đặc và như không biết cái đọt bằng nhựa đặc hay sợi thủy tinh nữa. Đây. Rồi. Đủ đồ nha mọi người. Phan đầu bu ok. Đấy. Nó gồm có 3 cái phan và một đầu bu nhé. Cần này còn ngoại hình còn rất là mới, đó là khoảng cỡ 95% đấy. Đây, bát bát nhựa. Đây, cần này dài 1m6, thu vào 84 cm, đọt của nó 2 ly, cân nặng 140 g. Cái này cây số 17. 17. Cái này bán 100. 17 100 nha mọi người. Tiếp theo, số 18 là một cây cần 2 khúc. Cái cần này chất liệu bằng phíp. Chắc
ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75-80%. Đây, cái mấy cái khoang này người ta cột, người ta quấn keo lại, cột cái dây này đây mọi người về cột lại nhé. Khoang với đầu bu thì mình thấy còn đầy đủ, còn đầy đủ, nhưng mà mọi người về cột lại nhé. Đấy, người ta cột xấu á, mọi người về cột lại, cột lại cái này thì lấy dây nhựa cột lại nhanh nổ mà. Đấy, chỉ cần còn đủ đầu bu là được à. Đấy, đủ phang đấy nha mọi người, cố gắng về cột lại. Đấy, dài 1m8, thu vào là 1m02, đột là 2,2 ly, cân nặng là 160 gram. Cái này cây số 18 60.000, 18-60.000 nha mọi người. Số 19 là một cây cần trúc ghép nha mọi người, cần trúc ghép lục giác, chất liệu đó, trúc ghép lục giác hai khúc, cần là hai khúc nha mọi người. Đấy, này, đọt của nó này. Đấy, rất là cứng cáp. Nó có một đầu. Đây, nó có ba cái phang cột đây. Ba cái phang kim loại. Cái này nữa và một đầu bu nha mọi người, đầu bu. Đấy, đầu bu ok, người ta dán keo, người ta cột rồi, người ta dán keo rồi đấy nhá. Đấy, bát thì bát vặn này. Ok, bát vặn kim loại. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m11, độc là 4 ly, cân nặng 280 gram. Cây này cây số 19. 19 nha mọi người. 19. Cây này bán 70.000. 19 70.000 nha mọi người. Số 20 lại là một cây cần trúc ghép. Cây cần chất liệu trúc nhưng mà trúc ghép lục giác. Đây, cái cần này á thì nó có bốn cái phang và một cái đầu bu, thì bốn cái phang ok. Còn cái đầu bu thì nó bị đứt nha mọi người, về mọi người cột cái đầu bu khác vào. Đầu bu thì nó bị đứt cái chân này, mọi người về cột cái đầu bu khác vào nhé. Đấy. Ok. Cần trúc ráp đây. Ba đoạn thế này. Trúc ghép thành lục giác này. Cần là dài 2m4, thu vào 84 cm, độc của nó là 2,95 ly, cân nặng là 300 gram. Cái này cây số 20. Đây, cái này 70.000. 70.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng đồ cao á, thì mình sẽ ship code đơn hàng từ 200.000 trở lên nhé. Mình mới bắt đầu ship nha mọi người. Và vấn đề nữa là trước khi mọi người nhận hàng á, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận giúp mình nhé, xem có bị hư hỏng bể vỡ hay là sai sót gì so với trên video hay không, lúc đó thì điện cho mình giải quyết ngay. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng thành công rồi với báo bị này bị kia nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.